39.000 đồng là bà con cô bác nhà mình muốn nhặt cái gì thì nhặt, muốn lấy cái gì thì lấy, không phải hỏi giá, không phải hỏi tiền. Ấy riêng có cái móc nhôm treo quần áo là 39.000 20 cái. Móc nhôm treo quần áo là 20 cái là 39.000 đồng. Chổi quét nhà quét nước là 39.000 một đôi. Đấy thảm chùi chân cũng 3 cái 39.000 đồng luôn. 39.000 đồng mà nhặt cái gì thì nhặt, mà lấy cái gì thì lấy. Đấy dao y lốp đấy, dao thái thì một đôi 39.000, dao chặt thì 39.000 một cái. Dao y lốp đấy, thái thoải mái, chặt tự do luôn. Ai có sức khỏe là cứ chặt cứ thái là có 39.000 đồng thôi. Gần 500 sản phẩm quy tụ về đây thành lý giảm giá cho bà con quán nhà mình trong buổi chợ ngày hôm nay ạ. Vâng, một buổi chợ hiếm hoi ngày hôm nay thôi. Một buổi chợ hiếm hoi ngày hôm nay thôi là cứ 39.000 đồng. Cứ 39.000 đồng mà bà con cô bác nhà mình là muốn nhặt cái gì thì nhặt, muốn lấy cái gì thì lấy, nhặt thoải mái luôn. Mua về đến nhà mà mình không thích quay ngay này đây lại đổi cái khác luôn, đổi thoải mái luôn, không phải hỏi giá, không phải hỏi tiền gì đi cái gì. 39.000 gần 500 sản phẩm như thanh lý giảm giá đấy ạ. Đồng giá 39.000 chơi, không phải hỏi giá, cứ nhặt thoải mái luôn, bốc thoải mái ạ. Cái gì cũng 39.000 ạ. To bé bằng tiền nhau hết đấy, to bé bằng tiền nhau hết, cái gì cũng 39 một cái ạ. Bát thủy tinh, một bộ bát thủy tinh 5 cái để thức ăn trong tủ lạnh và lò vi sóng là có 39.000 đồng thôi. Nồi đun bếp ga, nồi đun bếp từ là cứ 39.000 một thứ. Chậu nhôm, chậu lốc, lồi nhôm, lồi lốc, dao thớt, chày cối, mâm siêu, xong rồi thau chậu là cứ 39.000 đồng. Cứ 39.000 đồng là bà con cô bác nhà mình là muốn nhặt cái gì thì nhặt, mà muốn lấy cái gì thì lấy, không phải hỏi giá, không phải hỏi tiền. Máy sấy tóc 39.000, chổi lau nhà 39.000, ấm siêu tóc 39.000. Vâng, cái máy sấy tóc có 39.000 đồng thôi. Vâng, muốn nhặt cái gì thì nhặt, muốn lấy cái gì thì lấy, mua về nhà không ưng là quay lại đổi cái khác luôn, đổi thoải mái luôn, bốc thoải mái, có 39.000 đồng thôi. Gần 500 sản phẩm để quy tụ về đây giảm giá cho bà con cô bác nhà mình trong buổi chợ ngày hôm nay. Cứ 39.000, 39.000 một thứ. Không phải hỏi giá, không phải hỏi tiền. Đồ dùng gia đình, đồ chơi các cháu nhiều như đống rơm, đống dạ luôn, có 39.000 đồng thôi. Móc nhôm thì lấy 2 bó, 20 cái 39.000 luôn. Vâng, 39.000 2 bó luôn ạ. Chổi quét nhà, quét nước thì 39.000 một đôi. Giá rổ nhôm to thì 39.000 một cái, giá rổ nhôm bé thì 39.000 một đôi. Và tất cả lôi thôi là cứ 39.000 một thứ. Cứ 39.000 một thứ là bà con quá nhà mình là muốn nhặt cái gì thì nhặt, muốn bốc cái gì thì bốc, không phải hỏi giá, không phải hỏi tiền. Gần 500 sản phẩm miếng thanh lý cửa hàng giảm giá cho bà con quá nhà mình trong buổi chợ ngày hôm nay. Đấy, chương trình giảm giá đặc biệt luôn, có 102 thanh lý đồ đóng cửa hàng giảm giá là đồng giá 39.000 đồng. Đồng giá 39.000 đồng là bà con cô bác nhà mình là muốn nhặt cái gì thì nhặt, muốn bốc cái gì thì bốc, không phải hỏi giá, không phải hỏi tiền. Đi cái gì cũng 39.000 đồng thôi ạ. Đấy, bình rượu 5 lít này có 39.000 đồng. Ga thủy tinh 39.000, bát thủy tinh 39.000. Chậu nhôm, chậu lốc, lồi nhôm, lồi lốc, khóa xe đạp xe máy, ô che nắng che mưa, bơm xe đạp xe máy cũng 39.000 đồng. Tất cả là 39.000 đồng. Vâng, ô to thì 39.000 một cái, mà ô bé thì 39.000 một đôi. Và tất cả lôi thôi là 39.000 một chiếc. Bà con cô bác nhà mình là muốn nhặt cái gì thì nhặt.